tại trường Trung học cơ sở Chợ Chu, lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 được tổ chức trang trọng cùng với sự tham dự của lãnh đạo ngành, lãnh đạo địa phương và các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Năm học 2021-2022, trường Trung học cơ sở Chợ Chu có những thành tích tốt trong công tác giáo dục và đào tạo mũi nhọn, tích cực đổi mới một cách có hiệu quả phương pháp dạy học hiện đại, phù hợp với đặc điểm, tình hình của học sinh nhằm phát triển toàn diện và hình thành nhân cách học sinh theo mục tiêu giáo dục và đã đạt được nhiều thành tích như học lực khá, giỏi chiếm 72,9%, hạnh kiểm tốt 91,4%, đạt giải nhất game show Dân ta phải biết sử ta cấp tỉnh, đạt giải nhì toàn đoàn cuộc thi kể chuyện theo sách cấp tỉnh năm 2021, giải nhất toàn đoàn cuộc thi kể chuyện theo sách cấp tỉnh năm 2022. Tiếp tục thực hiện di chúc của Bác Hồ với mục tiêu xây dựng trường Trung học cơ sở Chợ Chu trở thành một trường chất lượng hiệu quả, đào tạo ra những nhân lực có chất lượng cao cho xã hội. Năm học mới 2022-2023, trường Trung học cơ sở Chợ Chu sẽ thực hiện tốt phương châm giáo dục tiên học lễ, hậu học văn, chú trọng đào tạo mũi nhọn cho việc thi học sinh giỏi các cấp, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và phương pháp học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, vân vân. Nhân dịp này, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị trấn Chợ Chu và các cơ quan đơn vị đã tặng hoa chúc mừng nhà trường. Trường Trung học cơ sở Chợ Chu đã trao thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2021-2022. Để kịp thời động viên các em học sinh bước vào năm học mới, Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh của nhà trường VNPT Định Hóa đã tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Honda Định Hóa tặng 100 suất quà cho học sinh và 40 mũ bảo hiểm cho giáo viên nhà trường. Công ty V68 Group tặng 10 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường Trung học cơ sở Chợ Chu.